Chú Xúc à? Khu vực đập phải đặt ở nơi có kết cấu địa chất vững chắc ổn định. Dứt khoát phải là trong quý 3 năm nay chúng ta phải xong phần khảo sát. Sao lâu thế? Thì anh cũng biết rồi đấy. Khi mà chặn lòng sông sẽ ảnh hưởng tới vài chục cây số vuông của lòng hồ. Thì việc di rời giải tỏa cũng có chút khó khăn. Nhưng mà anh yên tâm, tỉnh sẽ duyệt sớm thôi. Chặn dòng sông, thành hồ, mặt nước hồ mở rộng. Hàng trăm hecta rừng đầu nguồn bị dìm trong biển nước. Ở dưới ấy, gỗ quý nhiều lắm. Dạ, thì gỗ quý đó dĩ nhiên phải khai thác chứ anh. Làm sao bỏ qua được? Với lại tỉnh cũng đã duyệt rồi mà. Tôi nói cho mày biết nhá, tôi còn coi cái thằng này là cổ đông ấy, thì làm ăn cho đoàn hoàng minh bạch. Từng hạt cát, từng cục đá, từng gốc cây. Chứ đừng có cậy ông người chống lưng. Dù muốn làm ăn kiểu gì thì làm nhá. Ông anh nóng quá rồi đấy. Chẳng qua là em chưa bàn với anh thôi. Chứ sếp Đức nhà em có chỉ đạo rồi. Chúng ta phải cùng nhau khai thác chứ. Chúng ta Chúng ta Tôi rất thích hai cái từ này. Nhân văn, đầy ý nghĩa và sâu sắc. Sức mạnh, phú quý, công bằng và hợp tác. Nhất trí, cảm ơn. Cuối tuần này em sẽ cho đội lên rừng khảo sát. Anh với chị làm một chuyến nhé. Bận lắm không đi được. Cái vụ ma túy lần trước ấy, bây giờ nó phát sinh nhiều việc lắm. Em tưởng chuyện đó đã xong rồi chứ. Xong đâu. Không hiểu từ nguồn tin nào mà em thằng Toàn khỉ đốm ấy, nó biết chuyện. Nó mò lên tận đây này. Thằng Toàn có phải là cái thằng mà ông anh đem nó từ bên Cam về rồi bị giết trong trại không? Chính nó đấy chứ còn ai nữa. Giờ em trai nó biết tất cả mọi chuyện rồi, lên gặp anh nói hết, nói nhiều lắm. Nó nói cả cái thằng chủ đứng sau cái vụ thủ tiêu anh nó. Dạ, chị cho gọi bọn em ạ. Từ sáng giờ hai chúng mày làm gì? Dạ, bọn em ngủ thôi ạ. Giờ này mà còn ngủ à? Dạ, bọn em lâu lắm rồi, không có việc gì làm. Buồn chân, buồn tay lắm chị ạ. Chị xem có việc gì thì giao cho bọn em làm đi ạ. Lên ngay Hưng Hòa, phang cho tao một con hàng. Nhớ, mang hai hàng nóng. Sao có một con hàng mà bọn em phải mang hai con hàng nóng nhỉ? Làm đi, hỏi nhiều, tổn thọ. Dạ chị, em đi đây ạ.